Bắt được đối tượng thứ hai trong vụ gây thương tích nặng cho trưởng công an xã. Liên quan đến vụ trưởng công an xã bị hai đối tượng tấn công dẫn đến thương tích nặng, khoảng chiều 15 giờ, chiều ngày 14 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ Lục Văn Đông, sinh năm 1979, trú tại thôn Khe Mây, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, là đối tượng sử dụng hung khí tấn công trưởng công an xã Tân Hương ngày 4 tháng 10. Sau nhiều ngày truy tìm, đến sáng ngày 14 tháng 10, khi nhận được tin báo của quần chúng đông xuất hiện tại nhà riêng ở thôn Khe Mây, lực lượng truy bắt đã chia làm nhiều nhóm nhỏ, áp sát khu vực và bắt giữ thành công đối tượng. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, công an xã Tân Hương nhận được tin báo tại thôn Khe Mây, đối tượng Lục Văn Đông dùng hung khí đe dọa không cho người dân gặt lúa. Ngay sau đó, tổ công tác gồm thiếu tá Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, cùng 3 thành viên công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe Mây đến giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, Lục Văn Hùng, sinh năm 1975, là anh trai Đông, cùng trú tại thôn Khe Mây, cầm hung khí đe dọa và chửi bới tổ công tác. Mặc dù lực lượng công an xã đã yêu cầu Hùng bỏ hung khí xuống, nhưng đối tượng không chấp hành mà còn truy đuổi tổ công tác. Thời điểm này, thiếu tá Lương Văn Chiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu Hùng chấm dứt hành vi đe dọa. Cùng lúc, đối tượng Lục Văn Đông từ trên đồi chạy xuống, tay hung khí dài khoảng 1,5m ra tay với thiếu tá Chiến. Sau khi gây án, hai đối tượng cầm theo hung khí chạy về phía đồi sau nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí Chiến đã được đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu vết thương và chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.